qua chiến thắng Điện Biên Phủ trong những ngày qua, đặc biệt sau lễ diễu binh diễu hành được tổ chức tại sân vận động tỉnh Điện Biên sáng ngày 7 tháng 5 đã thành hot trend trên mạng xã hội. Trên mạng Facebook, nhiều người check-in đã có mặt tại Điện Biên, điểm nóng nhất cả nước lúc này. Nhiều bạn bè của họ để lại bình luận: tự hào quá, thích quá khi được có mặt ở đó và chứng kiến không khí hào hùng. Nóng quá nóng, nhớ chụp ảnh nhiều nhé. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng đu trend Điện Biên. Có người lên đây biểu diễn văn nghệ, có người đưa người nhà lên đây, có người lên chỉ đơn giản vì muốn sống trong không khí hào hùng của dân tộc. Trên trang Facebook với 2,8 triệu lượt theo dõi, ca sĩ Hòa Minzy đăng ảnh check-in Điện Biên cùng ông nội. Cảm ơn ông nội, thật vui khi được đưa ông lên đến Điện Biên trong ngày trọng đại của cả nước, cô nói. Chỉ sau 4 giờ đăng, chia sẻ của Hòa Minzy thu hút tới gần 62.000 lượt like và hàng trăm lượt bình luận. Có nhiều fan đùa, tổ chức họp fan thôi. Dịp này, dân mạng cũng kể nhiều câu chuyện về cha ông, chú bác trong gia đình đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhớ ông nội, người anh hùng trong lòng cháu. Tới giờ, gia đình mình vẫn chưa tìm được mộ bác mình đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Mình nghe mẹ kể lại, bố là lính Điện Biên, bố ra đi mãi mãi không về. Đời đời nhớ ơn các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do, là các chia sẻ của dân mạng. Chưa có thống kê hai giai đoạn sau, từ 30 tháng 4 tới 7 tháng 5, nhưng ở giai đoạn đầu, các nền tảng số ghi nhận có 13 triệu lượt xem tiếp cận với những nội dung về Điện Biên Phủ. Trên mạng TikTok, Facebook, các livestream lễ diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như các nhân vật liên quan đến sự kiện cũng trở thành xu hướng. Vào Google Trend, ngày 6 tháng 5, chiến thắng Điện Biên Phủ là từ khóa tìm kiếm đầu tiên trên Google ở Việt Nam. Cửu đỉnh là một nguồn tư liệu độc đáo và quý hiếm, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Nó chứa đựng các giá trị lịch sử, văn hóa, địa lý, phong thủy, y dược và nghệ thuật, thư pháp. Những hình ảnh đúc nổi trên cửu đỉnh không chỉ thể hiện vẻ đẹp của đất nước Việt Nam mà còn phản ánh mối quan hệ giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong khu vực Đông Á. Tại hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO tổ chức ở Mông Cổ vào ngày 8 tháng 5, 20 hồ sơ được xem xét, trong đó Việt Nam có một hồ sơ được xem xét là những bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng Cung Huế, còn gọi là Cửu Đỉnh, Hoàng Cung Huế. Cửu đỉnh được vua Minh Mạng ra lệnh đúc vào năm 1835 và hoàn thành vào năm 1837. Nó được đặt trước sân Thế Tổ Miếu trong Hoàng Cung Huế và tượng trưng cho sự trường tồn của triều đại nhà Nguyễn và sự thống nhất lãnh thổ của Việt Nam. Được chế tạo bởi những thợ thủ công lành nghề, cửu đỉnh bao gồm 162 họa tiết chạm khắc đa dạng, từ các biểu tượng lịch sử đến cảnh quan địa lý của đất nước, phản ánh trình độ đúc đồng tinh xảo của Việt Nam. Một trong những chi tiết độc đáo của cửu đỉnh là hình ảnh trên kênh Vĩnh Tế trên cao đỉnh, tượng trưng cho sự cống hiến của bà Châu Thị Vĩnh Tế, vợ của Nguyễn Văn Thoại, người chỉ huy công việc đào kênh này từ năm 1819 đến 1825. Sau khi kênh hoàn thành, vua Minh Mạng đã đặt tên kênh theo tên bà, thể hiện sự công nhận đối với sự đóng góp của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Dù đã trải qua gần 200 năm với nhiều biến cố lịch sử, cửu đỉnh vẫn giữ được sự nguyên vẹn. Việc hồ sơ cửu đỉnh Hoàng Cung Huế được UNESCO ghi danh vào danh mục Ký ức Thế giới với số phiếu 23/23 quốc gia là một niềm tự hào cho Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc ghi danh không chỉ khẳng định giá trị của cửu đỉnh, mà còn mở ra cơ hội bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Huế hiện đã có 8 di sản được ghi danh vào danh mục Di sản Tư liệu Thế giới, khẳng định vị trí đặc biệt của thành phố này trong lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đây là bằng chứng cho sự phong phú của di sản văn hóa Việt Nam và tiềm năng của Huế trong việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo. Lần đầu tiên cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu được tái hiện gần như đầy đủ trên màn ảnh rộng với tên gọi Hoàng hậu cuối cùng. Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng là sự hợp tác giữa các tên tuổi lớn của điện ảnh Việt Nam là Galaxy Studio, HK Film và Marshall Studio của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito. Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng được đạo diễn bởi bộ đôi Bảo Nhân và Nam Sito sẽ tập trung kể về quãng thời gian hơn 10 năm sống trong cấm thành của Nam Phương Hoàng hậu với cuộc sống hôn nhân trải qua đủ các cung bậc, từ hạnh phúc đến buồn đau cùng Hoàng đế Bảo Đại, cho đến ngày cả hoàng gia rời khỏi đại nội để bắt đầu sống một cuộc đời lặng lẽ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Nam Phương Hoàng hậu vẫn luôn tỏa sáng với sự tri thức, đức hạnh, tài giỏi và khéo léo để tồn tại trước mọi sóng gió của thời cuộc.
Bên cạnh đó, bộ phim cũng khắc họa hình ảnh Đức Thái Hậu Từ Cung, một hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam truyền thống với tình yêu và sự hy sinh cho gia đình cũng như sự quyết liệt bảo vệ và gìn giữ các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của hoàng tộc nói riêng và của dân tộc nói chung. Kịch bản phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình Sử Nam Phương Hoàng Hậu của nhà văn Trần Thị Hảo và tác phẩm Nam Phương Hoàng Hậu của tác giả Lê Lan Khanh. Bộ phim hoàn toàn không chú trọng vào tính cung đấu mà thông qua hình ảnh của Nam Phương Hoàng Hậu hay Đức Thái Hậu Tử Cung để thể hiện và tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đó là thông minh, tài giỏi, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, luôn bình tĩnh đương đầu với khó khăn, cũng như có một tình yêu lớn với quê hương đất nước. Phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng dự kiến khởi quay vào năm 2025 tại Huế, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Chabrinac của Pháp, nơi Hoàng hậu Nam Phương đã sống những giây phút cuối cùng của cuộc đời nhiều bước ngoặt. Vườn hồng của lâu đài Domaine de la Pêche vẫn luôn nở hoa cho vị hoàng hậu cuối cùng của nước Đại Nam.